Độ dài thì cắt đi tầm này chứ nhá. Sợ ngắn quá. Không, cắt tầm đây cũng được, tại vì cái đuôi nó cũng... Đuôi của chị khá là sơ rồi nên là cắt đi một chút. Đuôi nó cũng sơ. Sơ thì mình nên loại bỏ. Sửa lại cho chị cái mái này. Sửa lại cái mái. Ừ, nghĩa là thêm một tí xuống cũng được. Nhìn đoạn này chị đang bị trắng không? Chị có bị rụng không? Không để ý đúng không? Đúng rồi, không để ý là nó có bị rụng nhiều cái không? Mái thưa quen rồi, tại vì mái thưa nó sẽ trẻ hơn. Ừ, mái dài trông kiểu nó bị nhừ quá. Chị này có hai con rồi. Nhưng chưa có người yêu. Cháu chưa chưa. Làm tóc xong để có người yêu nhỉ? Để xin phép chồng đó. Chị thích sóng cao hay sóng thấp? Thấp. Độ dài tóc này thì mình nên làm từ đoạn mang tai xuống. Đúng rồi. Thì khi mà ở nhà chị chăm sóc thấy tầm này xuống thì nó sẽ đẹp nhất. Gương mặt của chị tương đối bé nên là em sẽ làm cho nó mở mặt ra nhé. Chốt.